Chào nha nhé, chào nha, quay lại kênh YouTube Bí Hồ TV. Chúc nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe và luôn bình an nhé. Hôm nay mình đi xem ngắm rừng cả nhà ơi. Cả nhà tôi trong mình nhé. Mình tiếp tục cuộc sống mưu sinh ở rừng. À, em nghe nha. Vậy cần cần nuôi em cả nhà xem. Wow, thú to này. Con tổ chim ở nhà ơi. Tổ chim 4 trứng luôn. Bốn trứng rồi nha. Rồi mới bao la hết này. Bông trứng luôn. Để chim kỳ bông trứng. Rừng núi bao la nha. Con bướm xinh, con bướm đa tình. Quá nhiều đường bướm luôn. Con bướm xinh, con bướm đa tình. Đây, vẻ đẹp con trời đồng núi cả nhà. Vẻ đẹp con trời đồng núi đã tạo nên những khung cảnh nên thơ, đục gạch đá kêu lều. Rừng này nha, rừng núi bao la. Trên cao nhìn xuống nha nè. Quay nhìn chú em mà đi nước ra nhà xem nè. Đi xin em rừng này, đi nhờ đi đi gặp những ông lấy nước là mình giờ tìm ra tô lắm anh nha. Nhiều luôn này. Quay cận cảnh nước không? Quay cận cảnh này chú em lấy nước cả nhà em này. Nước trong rừng là rất trong nha, trong vét luôn. Mình sẽ review tụi em về nha, cả nhà xem nhé. Đem trái thớ luôn cả nhà ơi. Đáng sao mà cái coi nhiều ong đồng xung đột như coi trụ điện à, cái ong ngóng à. Là một ong lên rồi không có một nhánh nào, đám chỗ eo một xíu à, trái thơ tụi ông à.
Dưới đây nhìn lên khá to luôn ấy rồi. Ở đây không thể nào leo được cả nha. Nằm trong chỗ đống dây khô nữa. Đây thì mình sẽ đông thang lên cả nhà ơi. Mình sẽ đông thang lên nhé nha. Mình đóng tầng tầng lên nè. Bây giờ mình sẽ lên nhé nha. Em nghe nha. Vậy cần cần nội em cả nhà xem. Wow, tủ to này. Khá to nghe nhờ. Wow. Đem cái cây này. Nghe eo luôn. Cháy thứ luôn. Ông bay này. Wow. Vậy đi vào nhà, hơi rừng ở nhà xem thông cảm nhé. Ai dễ thương gần rồi nha. Rồi em ơi, mình hút em mình chơi này. Đấy. Anh hút em mình chơi này. Wow. Không. Nó đâu kém mình đâu. À, tụi em hiền ghê không? Tụi em quá hiền nha. Wow. Tụi già nha. Biết cái mặt không, cái mặt nằm lúc trên kia. Wow. Vô không tới luôn. Mình lên cái bậc này cũng. Rất khó luôn nha. Có mặt mình rất khó lấy luôn này nha. Em bò lúc nhúc này nha. Giờ thương gồm. Rồi cái đây dối mình dối lấy mặt ưa mình này nha ơi. Rất khó lấy mặt luôn. Này rất khó lấy mật luôn nha. Mình lấy mật rồi. Phân ho này nha. Đã lại mặc bò phân ho này. Wow. Mình quay cái mặt cho mình quay bò trong bị trong cái quay không được. Cái mặt đây nha. Rất hấp dẫn luôn.
con này già rồi nha. Mình sẽ lấy mật để đưa nhộng lại nhé nha. Em quay cận cảnh tụi em cho nhà xem một xíu. Quay một bên, bên kia không quay được nha. Wow. Lúc nhúc, lúc nhúc, lúc nhúc. À. Em còn nè phong hoa bên này nha. À, có mấy con nữa, nó còn nè phong hoa. Đấy, anh nè hai cục phong hoa về. Đấy. Nó nằm dưới bóng cây hơi tấu nha. Mình bật đèn lên cho nó sáng nha xem. Em bị như mưa rồi. Còn bay. Chút thiệt kìa. Quay cận cảnh của em nha. Giờ mình lấy mặt nữa nha. Mặt nhé nha. Đó. Đồ da nó hút mặt lần hết rồi nha. Wow. Chúng ta đưa bánh nhộng lại nhé. Wow. Bò, em bò lúc nhúc nha nha. Là xem rồi nha, em giờ đang đi lại nè. Em giờ đang bu lại. Ôi chào nha, anh Tết Mến đi xuống nhé. À, như thế là xem rồi nha. Ta chỉ lấy mật rồi, chúng ta đợi bánh lại, em nó làm mật lại tiếp nhé. Em nhờ đu lại. Rất lấy mật em rất đơn giản rồi nha. Ơi chào nha nhé. Chúc nhà luôn mạnh khỏe và bình an nhé.